Dạ các bạn, đây là bạn Hiếu, là du học sinh đến Mỹ từ năm 2006 2016 ở bang Alabama, trên con đường để lấy cái bằng PhD hay em? PhD là tiến sĩ đúng không? Dạ vâng. Tiến sĩ. Rồi cái ngành học của em là gì? Em là chemistry. Chemistry. Nhưng mà cụ thể hơn của chemistry là em làm sâu hơn là về analytical chemistry. Xong em làm nghiên cứu về em học về chất lỏng phế lưu ấy. Lỏng chất một lượng chất lỏng nhỏ. Thì em phải làm cái nào để em control, em điều khiển, em manipulate được cái dòng chất lượng là dòng chất lỏng nhỏ đấy, thì em phải tạo ra các cái thiết bị nó đủ nhỏ. Ở Alabama thì có rất ít người Việt đúng không? Dạ vâng. Nãy em nói là nguyên cái thành phố của em chỉ có một cái nhà hàng Việt Nam. Dạ, ngày trước có hai mà xong rồi bỏ đi. Không phải bỏ đi đâu. Không biết ha. Muốn ăn là phải lấy xe chạy lên Atlanta của Georgia, đi 2 tiếng về 2 tiếng là 4 tiếng. Dạ đúng rồi. Trong 4 tiếng đó anh chở được ba cú sân bay rồi đó. Đang làm trong trường đúng không? Dạ vâng, đang trong trường. Làm trong lab. Khi nào là xong cái bằng thạc sĩ, bằng PhD này? Em xong PhD, PhD của em bắt đầu từ năm 2021 thì thường nó sẽ kết thúc trong khoảng 4 năm rưỡi cho đến 5 năm, thì chắc là khoảng tầm cuối năm 2025 hoặc là tháng 5 năm 2026 thì em xong. Một cái bàn rất là tốt cho việc học thôi. Dạ. Không có điểm giải trí ăn chơi gì hết. Cũng có nhưng mà cái thành phố của em nó cũng nhỏ ấy, nên là nó cũng ít, nếu mà có đi tầm một ngày thôi là hết rồi. Nên là nhưng mà ngay cả bản thân em thì em cũng chuyên tâm học thôi đúng không? Cũng không có tha thiết lắm với việc ăn chơi. Bây giờ về là về Hà Nội hả? Dạ vâng, em về Hà Nội xong em về đó được tầm 3-4 ngày em vào Sài Gòn với mẹ. Hà Nội là gia đình của tất cả gia đình luôn. Dạ. Còn vào Sài Gòn thì mẹ và em gái. Dạ. Sau này nếu mà có cơ hội là học lên giáo sư đi làm á, lên giáo sư luôn ha. Dạ, nếu mà có cơ hội. Được cơ hội. Nếu mà đủ giỏi. Chúc cho cái đoạn đường sau này của em là bây giờ trước mắt là lấy được cái bằng PhD ha. Dạ. Tiến sĩ. Sau đó nếu có cơ hội đi làm lên giáo sư luôn ha. Dạ. Em mong thì. Rồi, thôi chúc đi về Việt Nam đi chơi vui vẻ với gia đình ha. Dạ. Ăn Tết luôn đúng không? Dạ, em ăn Tết luôn. Tết xong em qua lại đây. Tết vui vẻ nha. Dạ. Ok, chào em. Bye bye. Dạ.